Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào hai bạn. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí rồi, mình sẽ giới thiệu thật lớn to rõ cho người đối diện có thể nghe được những thông tin của mình nha. Mời bạn trai giới thiệu trước nè. Xin chào chương trình ạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Nguyễn Hùng Ngọc, em đến từ Nghệ An ạ. Hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em thì làm bên kỹ thuật trong công ty xây dựng ở quận 2, chuyên về mảng bảo trì sửa chữa các cái công trình. Năm nay là mình bao nhiêu tuổi Ngọc? Em 34 tuổi rồi ạ. Vào đây bao lâu rồi? Em vào đây được tầm khoảng 6 tháng. Ồ, mới 6 tháng à? Vâng. Và mình có dự định là sẽ lập nghiệp ở đây luôn không hay là chỉ là công tác tạm thời? Em sẽ dự định lập nghiệp ở đây. Mời bạn gái. Em chào chị Tường, chào anh trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Kim Quang, năm nay em 31 tuổi. Em quê tại Cần Thơ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng ở bên quận 2. Gốc quê mình là ở đâu? Em gốc bên nội là ở Hòa Bình, bên ngoài là ở Nghệ An. Thì hình như gốc cũng gần gần đâu đó giống nhau đúng không? Vâng. Nghệ An là cùng quê đó. Em ở huyện nào nhỉ? Quê ngoại em ở huyện Đô Lương. Cách chỗ mình cũng khoảng 30 cây. Nhưng mà giờ còn bà con cô bác gì ở ngoài đó không? Dạ, bà con cô bác ở ngoài đó nhiều. Vẫn còn, nhưng ba mẹ là ở Cần Thơ phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em tự lập, cá tính. Ừ. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, đôi khi cũng kỹ tính quá. Biết vậy thôi mình bớt bớt đi, khó quá là. Rồi thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là ham học hỏi, hòa đồng với bạn bè, có cái tính rất tự lập rất là cao vì em tự lập từ bé. Điểm yếu của em thì hay ngủ nướng, trễ giờ công ty. Trễ giờ công ty rồi đi, vậy đi làm vậy là có sao không? Dạ không sao, vì ngày xưa em sống ở Hà Nội á, mùa đông á hay ngủ muộn vì công ty ngoài đấy thì họ điều chỉnh giờ làm theo những cái mùa á. Mới vào đây thì em chưa thích nghi với cuộc sống ở trong này cho lắm. Khắc phục từ từ ha, mới 6 tháng ha. Thế còn tình yêu thì sao, tình trường thì sao? Với em thì trải qua có một cái tình 4 năm. 4 năm? Vâng, nhưng mà sau khi em đi nước ngoài, em có đi Hàn Quốc được 1 năm thì ở nhà bạn ấy yêu người khác. Và em chia tay năm 2016. Rồi còn em, tình trường mình sao? Dạ em có một mối tình chia tay năm 2012, kéo dài khoảng 13 tháng. Gia đình bên đó ngăn cản bởi vì không muốn đăng hộ đối. Thời gian đó thì nhà em cũng khó khăn. Nhưng tình yêu mình cũng chưa có đủ lớn lắm ha, để vượt qua. Bây giờ mọi thứ cũng tuổi cũng là hợp. Nếu mà được thì bao giờ em tính tới chuyện hôn nhân? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm. Mới vào đây thì chưa, cuộc sống chưa ổn định. Em thấy 6 tháng 1 năm có nhanh quá không? Về công việc của em thì nó tương đối ổn định. Với cái cuộc sống của em thì nó cũng đã đi vào những cái quy củ nền nếp á. Em nghĩ là như thế là được. Thế em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Người vợ tương lai mình như thế nào? Tính em thì em sống về tình cảm. Em thích một người vợ biết nội trợ một chút, quan tâm gia đình. Còn vợ chồng thì có thể đi làm thì có thể chia sẻ. Khi mình về sớm mình có thể nấu cơm, giặt quần áo cho vợ. Nói chung là em có thể làm những cái công việc đấy vì em tính tự lập từ bé mà. Em biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho gia đình không? Dạ biết. Về ngoại hình? Em thì cao 1m70 nhưng mà em bản nữ thì khoảng 1m55 trở lên. Rồi hợp lý. Tóc tai, quần áo, phong cách cổ điển hay hiện đại hay là em có yêu cầu? Về tóc tai, quần áo thì em chiều theo cái phong cách ăn mặc của người con gái đấy. Bởi vì phong cách ăn mặc nói chung người ta cảm thấy thích và mặc như nào đẹp thì người ta sẽ tự chọn về phù hợp bản thân. Mình chỉ việc là ủng hộ. Còn bạn gái thì sao? Mình mong muốn tìm một người bạn trai, người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Em mong muốn một người là về ngoại hình là ưa nhìn, cao hơn em, nặng hơn em. Về tính cách thì điềm tĩnh, chững chạc. Tại vì em đôi khi cũng có nóng tính thì em cần một người đối lập lại với em. Và tuyệt đối là không hút thuốc. Tuyệt đối không hút thuốc? Có hút thuốc không em? Không ạ, em từ bé sẽ lớn em không hút thuốc. Cười tươi quá ha, cười tươi ghê luôn. Rồi gì nữa? Bạn trai là người biết làm việc nhà. Hồi nãy anh có nói mà anh sống tự lập mà, với lại đi nước ngoài một mình nữa. Đương nhiên phải tự làm chứ không làm ai làm. Ủa mà năm đó em đi là em đi để làm gì, đi công tác hay là sao? Em làm cho một công ty Hàn Quốc, xong rồi em đi sang để công tác. Có yêu cầu gì nữa không? Dạ, có đam mê thể thao. Có chơi thể thao gì không? Bóng đá được không em? Được, cái đó là thể thao, còn gì nữa. Được không em? Chị nói được là được. Chị thấy hai bạn rất là hợp lý với nhau á. Chị thấy là phù hợp đó. Nhưng mà quan trọng là cái cảm xúc, quan trọng là mình gặp nhau, trái tim mình có rung động hay không, đó mới là điều quan trọng. Chứ nhìn một cái gọi là một cái nhìn sơ khởi là hai bạn là khá hợp nhau. Đây là một chàng trai rất là chín chắn, điềm đạm, sự nghiệp đã ổn định rồi, em cũng vậy. Nãy giờ mình trò chuyện, em hình dung cô gái bên này về ngoại hình đang như thế nào? Theo em dự đoán cao 1m khoảng 56 ạ. Khuôn mặt thì hiền. Hiền. Vâng.
phong cách ăn nói thì em nghĩ là đây là người rất là có duyên. Nếu như thật sự có cơ hội thì sẽ làm người đồng hành cùng với em trong suốt cuộc đời còn lại. Đang nói về ngoại hình, tóc tai, quần áo, trang phục. Tóc thì em nghĩ là sẽ tóc dài, trang phục thì màu trắng. Màu trắng, tóc dài. Rồi còn em, đoán ảnh coi. Em đoán ảnh là da đen sạm. Da đen sạm, sao vậy? Sao đoán da đen sạm vậy? Nãy em nghe ảnh nói là ảnh làm bên công trình xây dựng. Ảnh ngồi trong văn phòng em ơi, còn gì nữa không? Cao 1m7 thì chắc là cũng có một chút gọi là cơ bắp. Anh nặng bao nhiêu ký vậy anh? 61 ký. Ta kêu đoán mà hỏi cái gì, rồi còn gì nữa nè. Ăn mặc. Ăn mặc thì chắc là cũng năng động. Đố em biết ảnh đang mặc đồ màu gì? Anh sẽ mặc áo màu trắng hoặc là màu xanh nhạt. Trời ơi, hay quá, trúng hết trơn hết trọi luôn. Rồi, bây giờ hai bạn hãy tìm đi. Tìm xem hồi nãy giờ cái người mình mô tả có trong tấm hình này hay không. Rồi, chọn đi, hai anh đó chọn anh nào. Tại sao lại chọn anh đó? 60 mấy ký. 60 mấy ký đó hả? Rồi, để coi nha, em chọn ra cổ chưa? Cô đây mắc kiến á hả? Cô này á hả? Lý do sao chọn cô đó? Trong suy nghĩ của em đoán tư cương thế. Trời ơi, tôi nhìn tôi còn không biết ai luôn á. Với hai bạn này nhìn rất là giống nhau. Nên giống nhau sao chọn cô đó? Sao không chọn cô này? Bởi vì em đoán áo màu trắng. Đoán áo màu trắng, thôi được rồi. Bây giờ hai bạn hãy nhìn vào cánh cửa trái tim này nha. Tường sẽ xem là hai bạn dự đoán ngày hôm nay đúng hay sai. Mình là Hồ Xuân An. Hồ Xuân An sinh ngày 17/9/1989, quê ở Quảng Trị, lái xe, làm vườn, trồng đào mắc cao su. Rồi mình nói một chút điểm mạnh điểm yếu luôn đi ạ. Điểm mạnh thì nhậu phải nhiều và thuốc. Để còn điểm yếu thì có người để mà mình đỡ lo cho nhà khoản. Sáu rồi. Sáu đi sáu đó. Đi tại đây quá. Đi luôn sáu đó. Dạ anh ơi, anh chỉnh camera để chương trình có thể nhìn rõ mặt giùm em nha. Rồi. Dạ rồi. Như mọi người, tất cả mọi người phải mở cam lên nhé. Dạ tại vì ở đây á, chương trình muốn nhìn một mình anh bật cam là để chương trình nhìn rõ mặt của mình hơn á. Không, nhưng đâu phải cùng bật cam. Dạ tại vì nếu ở đây á, mọi người cùng bật cam á, thì cái màn hình nó sẽ nhỏ lại thì chia đều ra. Còn anh một mình anh bật cam thì mọi người sẽ nhìn rõ anh hơn á. Em ơi, hôm nay nó chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi, và các chị ở đây là biên tập và sản xuất của chương trình. Thì cái mà tụi chị muốn đó là tụi chị sẽ nhìn được cái ngoại hình của em để em xem em chia sẻ với cách chia sẻ của em như thế nào. Để mình phỏng vấn và xem mình có phù hợp với các tiêu chí của chương trình hay không. Rồi. Tại vì em sẽ là người lên truyền hình, lên TV chứ không phải là các chị nha. Cho nên là cái người mà cần để gọi là chương trình để casting á, xem là mình có phù hợp các tiêu chí hay không á, thì là các bạn tham gia chương trình thì sẽ là người bật cam ha. Còn bọn chị thì đa số là tụi chị làm online, cho nên là tụi chị sẽ thường tụi chị không có bật camera. Chị cứ coi đi tin nhắn này nó không có hiện. Em hiểu chưa ha? Rồi. Rồi. Mình tiếp tục câu chuyện của mình đi. Vừa nãy thì bên ngoài của em công việc các bạn ấy cũng hơi ồn ào một xíu ấy. Thì bây giờ mình chia sẻ về cái tình trường của em đi. Rồi đó. Em đã có mấy mối tình rồi, tại sao em lại chia tay những mối tình đó? Và hiện tại em đang muốn tìm kiếm một mẫu người như thế nào? Chưa còn mối tình nào. Rồi, chưa có mối tình nào. Là do mình đã từng thích ai chưa? Hay là mình thích người ta, mình có tỏ tình nhưng mà không thành công? Có những nơi mà không thành công. Do mình ham làm công việc. Lý do ấy là do là ham làm việc quá đúng không? Hiện tại là em đang sống ở đâu? Ở Quảng Trị. Miền Trung. Là sống tại Quảng Trị luôn hả? Miền Trung.
Rồi, vậy thì bây giờ em muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào? Có một người chỉ có biết chia sẻ và chăm lo với nhau. Ừ. Về ngoại hình thì sao em? Ngoại hình thì cao, 1m55 được, chơi cho cái nào thì mình cái đấy thôi. Ừ. Em là cao mấy bao nhiêu? 170. Ừ. Thế em đang sống cùng gia đình ở Quảng Trị luôn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi, về tuổi tác của bạn gái thì em mong muốn như thế nào? Người thì người nhỏ mình 23 tuổi, hoặc lớn mình 1 tuổi. Rồi, quê quán có bắt buộc phải đang ở Quảng Trị không hay là ở đâu cũng được? Ở Quảng Trị. Rồi, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Hả? Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Không thích nhậu nhiều. Nhậu nhiều hả? Không thích nhậu nhiều. Bạn... Rồi, còn gì nữa không? Không thích nữa không? Rồi, biết chăm lo cho gia đình. Ừ. Biết cùng okay. Nhau chia sẻ. Trần Xuân An, Hồ Xuân An ứng vậy. Rồi ok, cảm ơn Tư ha. Hôm nay chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu mình có người phù hợp cũng như là mình phù hợp các tiêu chí ghi hình nhá, thì mình còn có một cái buổi là biên tập sẽ làm nội dung với em kỹ hơn nữa nha. Là, hôm nay mình chỉ phỏng vấn sơ lược thôi. Giờ chưa là gửi số nợ quá ấy. Sao em? Giờ chưa là em sẽ gửi số Hồ Xuân An quá. Em đăng ký cho Hồ Xuân An. Kia. Em đăng ký cho Hồ Xuân An chứ không phải là em tham gia chương trình mà. Đúng. Rồi Hồ Xuân An là ai em? Rồi bạn ấy có đồng ý tham gia chương trình không? Có. Rồi bạn đi đâu? Giờ chưa vợ đắp mắt chạy xe rồi, chạy xe quốc rừng rồi. Rồi ok, vậy thì bọn em cứ đăng ký cho bạn Hồ Xuân An. Số này là số của em, Zalo của em đúng không? Rồi cứ liên hệ đấy, cứ liên hệ Zalo thì có thông tin TV rồi. Anh An ở là đấy là cũng có hai nam ở nhà không? Rồi em cứ gửi thông tin của bạn đi qua đi, xong rồi có gì là đợt casting sau chương trình sẽ liên hệ với bạn nhé. Bây giờ bọn chị còn casting các bạn khác nữa nha. Ừ. Chơi tự nhiên mà phòng bệnh là cận vì... À rồi ok. Rồi ok, cảm ơn em.